Ngôi nhà nhỏ này là nơi sinh sống của ba thế hệ, nhưng bữa cơm tối của cậu bé Tô Thái Dương lại thường chỉ có hai bà cháu. Dương năm nay 15 tuổi, cũng là từng ấy năm em không có khái niệm về ba của mình. Ba bỏ đi biệt tích từ khi em mới 1 tuổi. Mẹ của em thì giờ cũng đã lấy chồng khác và có cuộc sống riêng, để lại Dương ở cùng với ông bà ngoại, tuổi đều đã ngoài 70. Chúng tôi đến gặp Dương khi mà ông ngoại đang nằm điều trị trong bệnh viện đã vài tháng nay chưa về nhà. Căn bệnh tim khiến thời gian nằm viện của ông có khi là nhiều hơn ở nhà. Dương có 3 người cậu, nhưng không may thì 2 cậu cũng đã bị những căn bệnh liên quan đến thần kinh và gần như mất khả năng kiếm việc làm. Cậu còn lại làm bảo vệ cũng hiện đang thất nghiệp sau dịch Covid-19. Giờ thì tất cả nhu cầu của gia đình trông cả vào khả năng xoay sở của bà ngoại. Mà hai người bệnh tâm thần, rồi ông bệnh tim, bà bệnh tim, chạy như nhà hết 4 người bệnh à. Chứ gia đình ông ngoại bệnh nữa, rồi bà ngoại bệnh nữa, rồi không có làm gì được hết á. Rồi mấy chị em giúp qua giúp lại. Vừa là bà, cũng vừa là mẹ của cháu ngoại. Niềm vui lớn nhất của bà bây giờ chính là đứa cháu chăm ngoan học giỏi. Hoàn cảnh gia đình tuy khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm liền, Tô Thái Dương đều nằm trong top đầu ở lớp về thành tích học tập. Nhưng cháu càng lớn, càng học giỏi, thì bà càng có thêm nhiều nỗi lo. Lo vì không biết sức của bà sẽ còn gồng gánh được bao lâu nữa để nuôi cháu ăn học. Biết nỗi vất vả của bà, Thái Dương từ bé cũng đã phải quen với việc thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Dạ, con cảm thấy cũng buồn bởi vì mấy bạn ấy có ba mẹ bên cạnh, còn mình ở với ông bà. Dạ, ở với ông bà hiếu tình cảm cha mẹ. Dạ, suy nghĩ mà ông bà ông lớn tuổi cũng không đi làm việc nhiều. Dạ, có mấy chú hỗ trợ, có tiền cho ông bà ngoại con đỡ khổ. Mình khó, nhiều người họ còn khó hơn mình nữa con. Vậy mình có cái nhà mình ở là mình mừng rồi. Còn nhiều người ở nhà trọ đó còn khổ hơn nữa. Mạnh Thường Quân có giúp đỡ cho cháu Dương, cho nó có tiền có bạc, nó học tới nơi tới chốn, thì hoài cảm ơn. Trong số rất nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh mà dự án thiện nguyện Trưu Lớp đã đến và cảm nhận, thì gia đình em Tô Thái Dương tất nhiên vẫn còn may mắn vì không mất đi người thân nào sau đợt dịch Covid-19 vừa qua. Nhưng sau dịch, với những khó khăn chất chồng bề, không ăn việc làm và sức khỏe của những người thân xung quanh em khiến cuộc sống có thêm rất nhiều nỗi cơ cực. Chưa từng nhớ mặt ba, giờ mẹ cũng không còn bên cạnh. Con đường đến trường của em, tương lai của em đành trông cả vào bà ngoại, nay đã bước sang tuổi 75. Hy vọng cả bà và em sẽ có thêm những chỗ dựa để tuổi già bớt đi những cơ cực, còn con trẻ có thêm những sự bù đắp so với bạn bè cùng trang lứa. Với mục tiêu cao đẹp, chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19, lần đầu tiên tại Việt Nam, chuỗi sự kiện đặc biệt kết hợp của bóng đá, âm nhạc và giải trí cùng thông điệp Trù Lớp, tình yêu đích thực hướng tới tương lai sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Để gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trù Lớp là sự kiện bạn không thể bỏ lỡ trong tháng 9 này. Với tâm điểm là trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Việt Nam All Star và câu lạc bộ huyền thoại Borussia Dortmund ngày 28 tháng 9 năm 2022 trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vé xem trận đấu sẽ được mở bán trực tiếp từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, địa chỉ số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và theo hình thức trực tuyến, được đồng tổ chức bởi Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Phòng Công nghiệp Thương mại Đức tại Việt Nam. Dự án thiện nguyện Trù Lớp đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ chức, cá nhân mua vé đến sân hoặc ủng hộ trực tiếp qua số tài khoản 2200 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Sở Giao dịch 1 là chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có một tương lai tươi sáng hơn. Thông tin chi tiết về chương trình có tại www.chiendichtrulap.vn.